những cặp vợ chồng độc nhất vô nhị trên thế giới. Xin chào, chúng ta hãy nghe câu xứng đôi vừa lứa. Ý chị những cặp vợ chồng đẹp đôi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bên cạnh những couple hoàn hảo thì vẫn có những đôi đủ lệch, những cặp đôi độc lạ đến nỗi sách Guinness cũng phải ghi tên họ vào. Top những cặp đôi độc nhất vô nhị ngay sau đây sẽ khiến các bạn tỏ tường đâu mới là những cặp vợ chồng lạ lùng nhất trên thế giới. Chần chờ gì nữa, cùng điểm qua ngay và luôn nha. Vợ người chồng chó. Chắc chắn một điều, đây là cặp vợ chồng có 102 trên cuộc đời này luôn các bạn hả? Đám cưới của Amanda Rogers và anh xã chó của cô Saba đã được tổ chức ở Cộng hòa Croatia. Người phụ nữ gốc Anh này nói rằng cuối cùng cô đã tìm thấy được ý nghĩa đích thực của hôn nhân bằng việc quyết định kết hôn với chính chú chó của mình sau nhiều năm ly hôn với chồng. Chắc chồng cũ của cô này cũng sốc lắm. Em thà yêu chó còn hơn yêu anh, thật là cảm giác khó tả. Khi chú chó chỉ mới 2 tuần tuổi và là một thành viên mới của thế giới này thì tôi thật sự đã phải lòng nó rồi. Tôi biết rằng chúng tôi sinh ra là dành cho nhau, Rogers đã chia sẻ với sự ngỡ ngàng của đông đảo khán giả trong một show truyền hình 200 khách. Không những vậy, Rogers còn đặt nickname Twitter của cô bằng cách ghép tên của cô với chú chó thành Saba Rogers. Cô còn táo bạo hơn là chủ động quỳ gối để cầu hôn chú chó và chờ đợi cái quẩy đuôi của chú ngụ ý chấp nhận. Cô gái này cũng nói thêm, tiệc cưới kết thúc bằng một nụ hôn giữa cô và chú chó này là cách hoàn hảo nhất để chứng minh rằng Saba có ý nghĩa lớn lao đối với cô nhường nào. Cô cũng chia sẻ, người bạn đời mới này chưa bao giờ đối xử tệ với cô và khi ở bên anh ấy, cô luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Saba đã sống cùng tôi một thời gian dài, nó luôn làm tôi cười và động viên tôi những khi tôi cảm thấy nản lòng. Tôi nghĩ như vậy là quá đủ với một người bạn đời, cô chia sẻ. Mà các bạn biết vì sao lại có câu chuyện hy hữu này không? Số lạ cách đây 20 năm, Rogers đã kết hôn với một người đàn ông, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được có mấy tháng. Có lẽ hôn nhân đổ vỡ đã khiến cô gái này mất niềm tin vào đàn ông. Đúng là trên đời này, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra. Bạn còn biết thêm câu chuyện nào tương tự nữa không? Hãy comment ngay bên dưới nha! Cặp vợ chồng cao tổng cộng 4m. Cặp kế tiếp đây, tuy không đọc bằng cặp vừa rồi, nhưng lạ thì rất là lạ. Hai vợ chồng cộng lại mà hơn 4m thì chiếc giường nào mà chịu cho nổi các bạn nhỉ? Cặp vợ chồng này là anh Sung Min, 33 tuổi và chị Su Jan, 29 tuổi, được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness từ năm 2015 cho hạng mục cặp vợ chồng cao nhất trên thế giới. Thực ra, cặp đôi sở hữu chiều cao này cũng không phải là lạ vì họ đều là ngôi sao của thể thao nổi tiếng tại Trung Quốc. Anh Sung Min là một cầu thủ bóng rổ, trong khi vợ của anh là một vận động viên bóng ném. Trong kỳ đại hội thể thao quốc gia năm 2009, anh Sung Min gặp chị Su Jan và nên duyên từ đó. Hai người tổ chức một đám cưới đẹp như mơ vào năm 2013 ở thủ đô Bắc Kinh với sự góp mặt của đông đảo ngôi sao nổi tiếng. Với chiều cao là hơn 2,36m, anh Sung Min vô cùng to lớn khi đứng cạnh người vợ cao 1,87m của mình. Tổng chiều cao của cả hai là 4,23m. Cặp vợ chồng thể thao này đã giữ kỷ lục gia đình cao nhất trên thế giới và chưa có ai có thể vượt qua được. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế về chiều cao khủng, cặp vợ chồng này thường xuyên gặp phải những khó khăn trong đời sống thường ngày. Cặp đôi cho biết, chúng tôi thường xuyên gặp bất tiện khi đi du lịch và sử dụng các phương tiện công cộng như xe hơi, xe buýt, kể cả là máy bay. Thậm chí, ở phòng khách sạn cũng không được thoải mái vì giường không phù hợp. Tôi phải luôn chật vật để chui vào ô tô. Tuy nhiên, chúng tôi đã quen với điều này rồi. Trong đêm tân hôn, anh Sung Min cho biết, hai vợ chồng phải thiết kế một chiếc giường cưới đặc biệt thì mới có thể đủ chỗ cho cả hai người. Chuyện tình cổ tích của cặp đôi thấp nhất trên thế giới. Ngược lại với cặp đôi trên thì đôi vợ chồng này lại siêu nắm lùn các bạn ạ, tuy nhiên lại rất dễ mến. Nhiều bạn cứ nghĩ vợ thấp chồng cao hoặc là ngược lại thì trông như đôi lũ lệch. Vậy cặp vợ chồng mà cả hai đều thấp thì có phải là hoàn hảo không? Nhiều người vẫn ác ý dành cho cặp vợ chồng của anh Paulo, 30 tuổi và chị Katusia, 26 tuổi, cái nhìn không mấy thiện cảm. Đơn giản chỉ vì họ khác biệt với chiều cao là 90cm. Nhưng không vì như vậy mà cặp đôi Brazil này cảm thấy buồn rầu hay là chán nản. Anh chị vẫn vượt qua những mặc cảm bản thân và xã hội để có một cuộc sống hạnh phúc mà chính những gia đình khỏe mạnh khác cũng phải ghen tị. Trong mắt anh Paulo, chị Katusia lúc nào cũng đẹp rạng ngời. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết định mệnh đã đưa chị đến cuộc đời anh và đó sẽ là người bạn chung sống với mình suốt đời. Tuy nhiên, khi mới nói chuyện, chị Katusia không có mấy thiện cảm với anh Paulo.
và phải mất 18 tháng sau cuộc nói chuyện mới bắt đầu. Và sau thời gian tìm hiểu, hai anh chị đã có những ngày tháng tươi đẹp cho cuộc tình chớm nở của mình. Anh Paolo không chỉ yêu bạn gái của mình vì vẻ bề ngoài, chính tâm hồn và tính cách của chị đã khiến anh cảm nắng ngay trong những lần gặp đầu tiên. 8 năm chung sống, hai người chưa bao giờ thấy hết hạnh phúc. Vượt qua những rào cản, những cái nhìn kỳ thị của mọi người, cặp vợ chồng đặc biệt này vẫn sống đầy vui vẻ và tích cực. Cả hai đều đã sẵn sàng để chính thức kết hôn và đón một sinh linh mới chào đời, và chắc chắn đó sẽ là khoảnh khắc ý nghĩa và trọn vẹn nhất trong cuộc đời của họ. Bạn có thấy ngưỡng mộ cặp đôi hoàn cảnh này không? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết nha. Cặp vợ chồng trẻ nhất thế giới. Nghe thấy hài vậy thôi chứ đây là một câu chuyện khá cảm động đó các bạn. Nghe xong không chừng các bạn lại rớt nước mắt. Chuyện là vì phải chống chọi với căn bệnh bạch cầu từ năm 7 tuổi và phải điều trị suốt 2 năm trời, cô bé Sheila Cooper ở Dallas, Texas đã không có đủ thời gian để chờ đợi đến ngày cô đủ tuổi kết hôn. Vì thế, khi cô bé chỉ còn sống được vài tuần để cô bé đạt được ước nguyện của mình, bố mẹ của Sheila quyết định sẽ tổ chức lễ cưới cho con. Chú rể không ai khác chính là Joe Chris, 7 tuổi, cậu bạn thân của cô bé cũng đang được điều trị ở Trung tâm Y tế Trẻ Em ở Dallas. Đám cưới diễn ra vào tháng 2, có đủ cả hai gia đình và bạn bè của cô dâu chú rể. Trạng rỡ trong chiếc váy trắng, cô dâu nhỏ được bố dắt tay đưa đến bên chú rể. Cả hai đã trao nhau những chiếc nhẫn đính hôn và lời thề sẽ làm bạn với nhau trọn đời. Sau buổi lễ, đôi vợ chồng trẻ đã cùng khiêu vũ trên nền nhạc ca khúc yêu thích của cả hai, bài hát The Lovebird của nhóm Jonas Brothers. Bạn ấy rất dễ thương, cháu yêu bạn ấy, cháu rất vui và hạnh phúc, đám cưới thật tuyệt vời, Sheila tâm sự. Được biết, đôi bạn trẻ gặp nhau 2 năm về trước khi cùng điều trị tại bệnh viện nhi ở thành phố Dallas, bang Texas. Các bác sĩ cho biết bệnh của Sheila đã vào giai đoạn cuối và cô bé khó có thể qua khỏi trong 2 tuần nữa. Trong khi đó, chú rể Jones có phần may mắn hơn, em đang dần phục hồi sức khỏe của mình. Thế là không lâu sau đó, Sheila Cooper đã qua đời. Tuy cuộc tình diễn ra khá là chóng vánh, thế nhưng đã khiến nhiều người yêu mến và trân trọng. Cặp vợ chồng già nhất và sống cùng nhau lâu nhất trên thế giới. Với tổng số tuổi của hai người cộng lại lên đến 224 tuổi, của ông Bin Mu Hu và của bà Chan Chiu Niu, người Trung Quốc, hiện đang được cho là cặp vợ chồng cao tuổi nhất còn sống với nhau trên thế giới. Cụ ông Bin vừa chính thức bước sang tuổi 116, hai cụ kết hôn vào năm 1927. Điều này cũng có nghĩa là cặp vợ chồng già đã sống chung với nhau 94 năm. Đây được xem là cặp vợ chồng đang sống chung với nhau lâu nhất trên thế giới. Đôi vợ chồng đầu bạc răng long này có tổng cộng 6 người người con, cháu và chắc, hiện đang sinh sống trên khắp đất nước. Người con cả của hai cụ, ông Bin Chang Son, giờ đã 74 tuổi. Khi biết đến danh hiệu mà hai vợ chồng cụ đạt được, cụ Bin chia sẻ: "Tôi thấy rất là hạnh phúc vì có người chăm sóc cho tôi đến lúc tuổi già và vợ tôi vẫn còn khỏe mạnh." Các thành viên trong gia đình thường xuyên đến thăm hai vợ chồng ông Bin. Theo dõi tất cả các đứa con, đứa cháu thì hơi khó một chút bởi thị lực của tôi không được như trước. Nhưng tôi khẳng định rằng chúng tôi không hề thiếu tình cảm, lúc nào cũng có ai đó đến thăm chúng tôi. Con cháu của hai cụ cho biết, bí quyết kéo dài tuổi thọ của hai cụ là sống một lối sống đơn giản và quan trọng nhất là một chế độ ăn uống đơn giản. Sau khi điện qua top những cặp vợ chồng có 102 trên thế giới, các bạn cảm thấy ấn tượng với cặp đôi nào nhất? Hãy comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!